hướng dẫn tất toán tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank eFast. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast với vai trò người tạo lệnh tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ tiền gửi, chọn tất toán tiền gửi online. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn một tài khoản tiền gửi online từ danh sách tài khoản thả xuống. Sau khi một tài khoản được lựa chọn, các thông tin chi tiết của tài khoản đó tự động hiển thị. Chọn một tài khoản nhận tất toán. Nhập nội dung tất toán tiền gửi. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch tất toán tiền gửi có kỳ hạn khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Đăng nhập Vietinbank eFast với vai trò người phê duyệt tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu duyệt giao dịch, chọn dịch vụ tiền gửi, chọn tất toán tiền gửi online có kỳ hạn. Bước 2. Quý khách lựa chọn và kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch điện tiền gửi cần phê duyệt. Quý khách có thể duyệt chi tiết từng giao dịch hoặc lựa chọn duyệt nhiều giao dịch cùng một lúc. Sau đó lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Bước 3. Quý khách lựa chọn phương thức xác thực Vietinbank OTP hoặc KeyPass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình giao dịch.